Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai. Tương lai được mua bằng hiện tại. Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng. Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ, với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại. Nếu bạn cảm thấy sợ hãi về điều sẽ xảy ra, đừng sợ. Hãy ôm lấy sự không chắc chắn, để nó dẫn bạn đi. Hãy can đảm khi đời thách thức bạn, sử dụng cả con tim và trí óc để mở ra con đường dẫn tới hạnh phúc của riêng mình. Đừng lãng phí thời gian trong tiếc nuối. Bật mạnh mẽ vào hành động tiếp theo. Hưởng thụ hiện tại khi nó tới, từng giây phút, bởi bạn sẽ không bao giờ có lại thời khắc đó đâu. Và nếu có lúc nào bạn ngước lên và thấy mình lạc lối, hãy hít thở sâu và bắt đầu lại. Đi ngược theo bước chân mình và quay trở về nơi tinh khiết nhất trong trái tim, nơi hy vọng tồn tại. Bạn sẽ lại tìm thấy con đường. Hôm nay là học trò của hôm qua. Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong ký ức, lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng về tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình. Nếu bạn có những cảm xúc mãnh liệt về điều gì đó xảy ra trong quá khứ, chúng có thể gây trở ngại cho khả năng sống trong hiện tại của bạn. Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay. Tôi không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó. Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại. Quá khứ là tro tàn, tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa. Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh anh là con trẻ. Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua. Hãy can đảm đối mặt với hiện tại, vì đó là cuộc sống, một cuộc sống rất thật. Với tất cả sự cô động giản dị của nó, cuộc sống vẫn luôn chất chứa những đa dạng, phức tạp của thực tế phũ phàng. Thế nhưng vẫn ánh lên đâu đó niềm hạnh phúc được trưởng thành, sự kiêu hãnh của dám nghĩ, dám làm và hào quang ẩn hiện của sức mạnh vượt lên. Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không nắm giữ được hiện tại, tương lai có ý nghĩa gì? Một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai. Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay. Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.
người ta vẫn nói hiện tại hoài thai tương lai. Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay và cho thấy điểm yếu của nó. Ngày hôm nay thật đẹp. Ngày hôm nay thật vui. Ngày mai là một ngày nữa. Nếu bạn để con tim mình phải hối tiếc về ngày hôm qua hay lo lắng cho ngày mai thì bạn không có ngày hôm nay. Và vì trạng thái hiện tại của một thực thể đơn giản tự nhiên đã là hệ quả của trạng thái trước đó của nó, vì vậy hiện tại của nó cũng tiềm ẩn tương lai. Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai. Ngày hôm qua đã đi rồi. Ngày mai còn chưa tới. Chúng ta chỉ có hôm nay. Hãy bắt đầu thôi. Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại. Sợ hãi những thứ không tên của ngày mai là điều tự nhiên. Nhưng phí phạm ngày hôm nay vì sự hèn nhát đó là điều ngớ ngẩn nhất. Chúng ta thường đánh mất ngày hôm nay bởi vì ngày hôm qua đã tồn tại và ngày mai đang tới. Tôi sống trong hiện tại. Tôi không biết được tương lai sẽ mang đến điều gì. Tôi chỉ biết được sự thật ngày hôm nay. Đó là điều tôi viện tới để phụng sự, và tôi đem nó phụng sự với tất cả sự rõ ràng. Cuộc sống chỉ hiện hữu ở thực tại. Đó là lý do mà chúng ta nên đi theo cách mà mỗi bước đều mang ta đến thực tại. Chúng ta chẳng bao giờ bám chặt lấy hiện tại. Chúng ta gợi lại quá khứ, chúng ta chờ đợi tương lai như thể ta cảm thấy nó đến quá chậm và vì vậy cố gắng thúc giục nó đến nhanh hơn, hoặc chúng ta gợi lại quá khứ như thể muốn làm chậm đà bay vung vút của nó. Chúng ta thiếu sáng suốt đến nỗi lang thang trong những đoạn thời gian không thuộc về mình và không nghĩ về đoạn thời gian duy nhất thuộc về mình, hão huyền đến nỗi mơ về những đoạn thời gian không tồn tại và mù quáng chạy trốn đoạn thời gian duy nhất tồn tại. Sự thực là hiện tại thường đau đớn. Kẻ ngốc nói về quá khứ, người không nói về hiện tại, kẻ khờ nói về tương lai. Nếu không có khả năng trở về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây thì không thể nào nhận diện được chính mình, nhận diện được hạnh phúc cũng như khổ đau của mình. Chúng ta đang ở đây, lúc này. Xa hơn thế, tất cả tri thức của con người đều chỉ là ảo mộng. Sống trong hiện tại thật khó khăn, sống trong tương lai là vô nghĩa, và sống trong quá khứ là bất khả thi. Đừng để nỗi buồn trong quá khứ và lo sợ của tương lai làm hỏng hạnh phúc hiện tại của bạn. Ngày hôm nay tôi phải sống thế nào để tạo ra ngày mai mà tôi quyết tâm hướng đến? Mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Cái chúng ta cần làm là phải yêu quý hiện tại hơn. Quên đi quá khứ thì chúng ta mới được cứu rỗi, nắm bắt hiện tại thì chúng ta mới được yên lành. Hôm qua là một tấm séc vô giá trị, ngày mai là tờ lệnh phiếu chưa tới hạn, chỉ có ngày hôm nay là tiền mặt, hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Ngày hôm nay là ngày lạ lùng nhất,
bởi chúng ta chưa bao giờ sống nó trước đây, chúng ta sẽ không bao giờ sống lại nó. Nó là ngày duy nhất mà ta có. Trên sông, làn nước bạn chạm vào là điểm cuối cùng của nước đã chảy qua và điểm đầu tiên của nước đang chảy tới hiện tại cũng vậy. Cuộc sống chia làm ba thì đã từng, hiện đang và sẽ là. Chúng ta hãy học từ quá khứ để hưởng thành quả nhờ và từ hiện tại để sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, và nếu chúng ta không quay trở lại với chính bản thân mình trong thời điểm hiện tại, chúng ta không thể bắt nhịp với cuộc sống. Đời người nếu không nhìn về phía trước cũng không nhìn về phía sau, chỉ sống với hiện tại, sẽ chẳng có phiền não nào hết. Có lúc chúng ta cảm thấy sống quá mệt mỏi chỉ là bởi vì suy nghĩ nhiều. Trái tim bạn sẽ tan vỡ vì đau khổ nếu bạn buộc nó phải sống trong thế giới mộng tưởng phù du của tương lai thay vì hiện thực vĩnh hằng của ngày hôm nay. Tương lai ảnh hưởng lên hiện tại cũng nhiều như quá khứ. Ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ và ngày mai chỉ là một viễn cảnh. Nhưng ngày hôm nay sống hết mình sẽ khiến mỗi ngày hôm qua đều là giấc mơ hạnh phúc và mỗi ngày mai đều là viễn cảnh đầy hy vọng. Chúng ta không thể kéo lại quá khứ bằng cách khát khao nó. Chỉ có hiện tại vĩnh hằng được xây dựng và tạo ra từ quá khứ như một thứ gì đó mới mẻ và tốt đẹp hơn. Chúng ta không được bảo đảm có ngày mai, nhưng chúng ta có hôm nay. Đừng trì hoãn làm những việc quan trọng với mình. Con người ta sống, điều quan trọng nhất là ngày hôm nay sống ra sao. Chuyện ngày mai cứ cho là cô đã chuẩn bị kỹ càng, thì chuyện gì đang chờ đợi cô ở phía trước cô cũng không thể nào biết được. Đừng nấn ná trên những tội lỗi và sai lầm của ngày hôm qua đến nỗi bạn không còn năng lượng và tâm lực để sống đúng vào ngày hôm nay, và đừng nghĩ rằng tội lỗi của ngày hôm qua có thể ngăn cản bạn sống trong sạch vào ngày hôm nay. Thời gian là hơi thở của chúng ta trong hiện tại. Hãy sống trong hiện tại. Quá khứ đã qua, tương lai còn chưa biết, nhưng hiện tại là thực, và cơ hội của bạn là lúc này. Bạn phải nhìn thấy những cơ hội đó, chúng phải là thực với bạn. Bí quyết là chúng sẽ dường như không có thực chừng nào tâm trí bạn còn chôn vùi trong những thất bại của quá khứ. Nếu bạn cứ tiếp tục nhớ lại những sai lầm cũ, những hối hận cũ, những bi kịch cũ, hãy chiến đấu vượt lên những thương tổn không thể tránh khỏi của bản ngã, trốn thoát sự đọa đày của quá khứ và nhìn vào những cơ hội của hiện tại. Ý tôi không phải là một khoảnh khắc mơ hồ nào đó trong hiện tại, có lẽ như tuần tới hay tháng tới. Ý tôi là ngày hôm nay, phút giây này. Chúng ta có thể tác động đến con người chúng ta trong tương lai, bởi tương lai chỉ có thể được xây trên ngày hôm nay. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai là tập trung tất cả trí tuệ, tất cả nhiệt huyết vào việc thực hiện thật tốt công việc của ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất khả thi để chuẩn bị cho tương lai. Chúng ta không cần đi tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai. Nếu chúng ta biết đem tâm trở về với thân và thiết lập thân tâm hợp nhất trong giây phút hiện tại thì chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta đã có quá đủ những điều kiện để hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Ngày hôm nay là cuộc đời duy nhất mà bạn chắc chắn. Hãy tận dụng hết ngày hôm nay. Hứng thú với cái gì đó. Tỉnh ngủ. Có sở thích. Để luồng gió nhiệt huyết thổi qua mình.
sống ngày hôm nay với lòng can đảm. Một ngày kia cô nhận ra rằng cuộc đời sẽ không xảy ra vào một lúc nào đó trong tương lai. Cô nhận ra rằng hạnh phúc của mình ở ngay đây và ngay lúc này. Không gì đáng giá hơn ngày hôm nay. Hãy nhớ, hôm nay là ngày mai mà hôm qua bạn đã lo lắng. Đây là thời gian tuyệt vời để sống. Chưa bao giờ có nhiều khả năng và cơ hội hơn cho bạn để đạt được nhiều mục tiêu hơn ngày hôm nay. Chúng ta luôn bị phân tâm giữa một bên là những gì đã xảy ra chỉ là ký ức và một bên là những gì có thể sẽ diễn ra chỉ là ý tưởng. Hiện tại mới là khoảnh khắc duy nhất mà mọi chuyện xảy ra. Nếu thực sự thức tỉnh trong cuộc sống, ta biết chuyện gì đang diễn ra. Nếu chìm trong giấc ngủ, ta không thấy được điều nằm ngay phía trước. Nếu ta bắt đầu cuộc tranh cãi giữa quá khứ và hiện tại, ta sẽ phát hiện mình đã đánh mất tương lai. Con người ta phải sống vì ngày hôm nay, chứ suốt ngày đấu đá với người đời, bao giờ mới có điểm dừng? Ngày hôm nay sẽ không bao giờ đến một lần nữa, và bất cứ ai không thể ăn nó, uống nó, nếm nó, và ngửi nó sẽ không bao giờ lại nhận được nó trong suốt vĩnh hằng. Mặt trời sẽ không bao giờ lại tỏa sáng như ngày hôm nay. Nhưng bạn phải đóng vai của mình và hát, bài hát hay nhất mình có. Quá khứ là một đường viền càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng sẽ biến mất không để lại dấu tích, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất. Chúng ta luôn sống vào thời điểm mình sống và không phải vào lúc nào đó khác, và chỉ qua thu lấy toàn bộ ý nghĩa của từng trải nghiệm hiện tại trong từng khoảnh khắc hiện tại mà ta được chuẩn bị để làm cùng điều đó trong tương lai. Nghỉ ngơi, tỉnh người, làm mới, chơi vui, ca hát, cười đùa, tận hưởng, tha thứ, khiêu vũ, yêu thương, ôm ấp, chia sẻ, hôn nhau, sáng tạo, khám phá, hy vọng, lắng nghe, bạo dạn, tin tưởng, mơ mộng, học hỏi, ngay hôm nay. Ngày hôm nay là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Nó cũng là tài sản duy nhất chắc chắn. Ngày hôm nay hãy làm điều mà bạn trong tương lai sẽ thấy biết ơn. Đừng bắt đầu ngày mới với những mảnh vỡ của quá khứ. Hôm qua đã kết thúc đêm qua. Hôm nay là một ngày hoàn toàn mới, và nó là của bạn. Bạn thành công khi bạn hài hòa với quá khứ, tập trung vào hiện tại và lạc quan về tương lai. Điều bạn làm hôm nay sẽ cải thiện tất cả những ngày mai của bạn. Tương lai chậm rãi đến, hiện tại bay đi và quá khứ đứng yên mãi mãi. Người bỏ bê khoảnh khắc hiện tại đã ném đi tất cả những gì mình có. Người ta thường tiếc cái đã qua về trước, mong cái sắp đến sau này, mà sao nhãn hững hờ cái hiện đang có.